Sau đây là những nội dung nổi bật trên, các trang điện tử quốc tế 24 g qua nhiều. Trang báo quốc tế đồng loạt đưa tin quốc, Hội Việt Nam đã bầu đờ ti đại tướng Lương, Cường giữ chức chủ tịch nước vào ngày 21 tháng 10 ông Lương Cường đã được bầu với. Số phiếu của tất cả 440 đại biểu tham dự. Phiên họp quốc hội trong bài phát biểu, nhậm chức ông cam kết chăm lo xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn, dân tộc tăng cường năng lực quốc phòng và theo đuổi chính sách đối ngoại đờ độc, lập và đa phương trang linh có bài đăng với tiêu đề Việt Nam hiện là cường quốc, thứ 12 của châu Á theo đó Việt Nam đang vân lên đứng thứ 12 trong chỉ số sức mạnh châu Á 2024 của Viện Lâu Tổ chức Tư. Vân Australia sự tiến triển này thể hiện sự cải thiện rõ ràng so với năm trước, tranh lệch 7 điểm PS bảng xếp hạng này đánh giá sức mạnh của các quốc gia theo 8 tiêu chí năng lực kinh tế năng lực, quân sự khả năng phục hồi nguồn lực trong tương lai quan hệ kinh tế mạng, lưới quốc phòng ảnh hưởng ngoại giao và ảnh hưởng văn hóa báo cáo của Viện Lâu nhấn mạnh thành tích vượt trội của Việt Nam trong ảnh hưởng ngoại giao với mức tăng 3,3 điểm xếp thứ 8 sự tiền bộ này có thể được lý giải là nhờ năng lực ngoại giao chủ động của đất nước đã thiết lập được mối quan hệ với nhiều đối tác trang fiber to fashion thông tin Steller Tractor gần đây đã nâng dự báo tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội GDP của Việt Nam trong năm nay lên 6,8 PS từ mức 6 PS trước đó các nhà kinh tế của ngân hàng cho biết trong một báo cáo rằng đà tăng trưởng kinh tế của đất nước tương đối mạnh với sự cải thiện trên nhiều lĩnh vực bao gồm xuất nhập khẩu, bán lẻ bất động sản du lịch xây dựng và sản xuất sự phục hồi thương mại và tăng cường hoạt động kinh doanh cũng như đầu từ nước ngoài sẽ là những động lực chính cho năm 2025 và xa hơn. Nữa theo trang The Star Malaysia Hà Nội đang định vị mình là một nhân tố chủ chốt trong phân khúc du lịch loại hình du lịch kết hợp nghỉ hội nghị hội thảo triển lãm tổ chức sự kiện du lịch khen thường hà nội với tư cách được trung tâm chính trị kinh tế và văn hóa của việt nam có một số lợi thế để phát triển du lịch ma thành phố có hệ thống cơ sở hạ thần mạnh mẽ với các tuyến giao thông hiện đại bao gồm đường hàng không đường bộ đường sát và đường thủy cho phép kết nối liền mạch với các khu vực khác của đất nước cơ sở hạ tầng của thành phố dành cho các hội nghị và hội thảo có thể đáp ứng các sự kiện có tới hàng trăm hàng nghìn người tham dự du lịch ma là trọng tâm chiến lược của ngành du lịch hà nội với mục tiêu đón hơn 27 triệu du khách trong năm nay trong đó có năm năm